Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì tiếp tục trong video chuỗi AutoCAD và làm như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ trả lời cho bạn một câu hỏi mà làm sao để chúng ta có thể giảm nhẹ được tất cả những cái file bản vẽ mà nó bị nặng, giảm xuống cái dung lượng mà nó có thể giảm xuống tối đa, làm cho nó nhẹ nhất trong có thể được ạ. Thì hôm nay cũng trả lời một câu hỏi dành cho anh Tiến, đó là một người anh mà trước đây đã từng là học viên học những lớp AutoCAD cho mình hướng dẫn. Anh ấy có hỏi là cho anh nhờ một chút, đó là anh có ít file bản vẽ hoa văn tải về thì mở ra nó rất là nặng, thì dùng các lệnh PU hoặc là những cái lệnh phá block thông thường mà nó vẫn nặng thì làm sao chúng ta có thể xử lý được. Thì anh có gửi cho mình để bảo mình xem giúp hộ, là xem mình có xử lý được hay không, xem có tình hình có khả quan hơn được hay không. Thì đây là những cái file mà anh ấy đã gửi cho mình. Thì ở đây mình đã tải về để sẵn ở cái folder này. Đấy, thì đây là những cái file mà anh đã đưa cho mình, là 4 file. Thì có file lên tận 11 MB. Đấy, có file thì lên tầm 7 MB. Còn hai cái file này thì nó đã ít đi rồi, nó rất nhẹ rồi. Nó hai cái file quan tâm mà bạn thấy là hai file này rất là nặng. Thì mình thử mở ra xem là cái file này nó như thế nào nhé. Ok. Đây là file đầu tiên. Mình sẽ mở hai cái file nặng ở đây. Một file là 7 MB. Chứ đây chỉ là một cái file hoa văn, hai file hoa văn. Thì khối lượng nó cũng không có nhiều mà nó lên tận 11 MB, tức là nó đã có vấn đề rồi. Đấy. Thì cái thành phẩm mình sẽ cùng tạo ra trong một ít phút nữa. Đấy. Thì đây là cái file nó rất là nặng này. Thì sau khi mình có làm thử ấy, thì cái file nó chỉ còn lại bằng này thôi. File đầu tiên là bao nhiêu ạ? 001 đây. Nó chỉ còn lại là tầm 593 KB thôi. Đấy. Cái file thứ hai nó chỉ còn lại là khoảng 1,6 MB, tức là nó đi nhẹ đi. Cái file đầu tiên thì từ 11 này nó giảm còn 593, tầm khoảng hơn 20 lần. Ở cái file số 2 thì nó giảm từ 7 MB mà bây giờ nó có giảm còn 1,6, tức là khoảng tầm 6 đến 7 lần. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thế là các bước làm là như thế nào ạ? Mình sẽ làm thực hành cái file đầu tiên này. Thì bạn thấy là đối tượng nó đang ở dưới đó. Đối tượng là dạng explode đấy ạ. À, nó đang là block thì chúng ta cần phải explode ra, có lệnh explode. À, thì các bạn sẽ thực hiện theo các bước sau. Bước số 1 là nếu như có block thì bạn sẽ phá khối đối tượng ra, phá khối liên kết bằng explode. Nó còn thì tiếp tục x, x 2 lần, x 3 lần là bao giờ cho nó không còn, hoặc là quét chọn tất cả đối tượng, này, x này. Đó. Sau khi phá vỡ xong rồi thì các bạn sẽ làm cái sang cái bước số 2. Quét chọn tất cả đối tượng. Đưa về layer 0. Tất cả những cái ô thuộc tính như trên này các bạn sẽ để cho mình gán luôn nó về ba layer cho mình nha. Ba layer. Ok. Vậy xong bước số 2. Đấy. Bước số 3 thì bạn sẽ cũng là set hiện hành cái layer 0 này cho mình. Set set hiện hành cái layer 0 và bạn sẽ gọi lệnh PU ở bước số 3. Tại đây thì các bạn sẽ thấy cái kiểm đây là kiểm cho phép chúng ta nhìn thấy tất cả những đối tượng mà chúng ta có thể xóa này. Và đây là những cái bảng, những cái thông tin, những cái đối tượng mà chúng ta nó đang làm rác bài của ta, mình đang không không dùng đến đấy, mà nó vẫn còn xuất hiện trong bài của ta, nó gây nặng, nó dấu cộng là vẫn còn đấy. Bây giờ để chúng ta xóa đi thì chúng ta làm cách này, chúng ta sẽ bấm PU Wall. Trường hợp này nó bài nó khá là nhiều nên chúng ta phải xóa nhiều lần nhỉ? Ấn PU nhiều lần cho đến khi nào mà nó không còn cái dấu cộng nào nữa thì chúng ta sẽ dừng lại, được chưa? Vậy là xong cái bước số 2. Đấy. Ok, tiếp đến là cái bước số 3 thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Tiếp đến sau khi chúng ta đã pu xong rồi và để layer 0 rồi. Đấy. Thì chúng ta sẽ dùng lệnh là dùng lệnh overkill. Trong bước số 3 là overkill. Các bạn sẽ thấy cái quan sát cái lệnh này. Lệnh trước là lệnh pu, lệnh tiếp theo là lệnh overkill. Đấy, các bạn sẽ quét chọn qua tất cả đối tượng này. Đấy. Thì tại đây các bạn thấy có những cái kiểm nào thì bạn sẽ tích hết vào cho mình nhé. Tích vào, nếu bạn nào máy bạn nào chưa tích thì tích hết vào cho mình. Tích hết vào. Và sau đó chúng ta nhấp OK. Lệnh này chức năng nó là triệt tiêu đi những cái đối tượng nó chồng đè nhau. Đây. Delete đi duplicate đối tượng, tức là nó nằm chồng đè lên nhau, chúng ta sẽ xóa hết thôi đi. À, nó đang tính toán và đang loát đi những cái đối tượng, tìm ra những đối tượng nào mà đang nằm chồng đè nhau, nó sẽ tự động nó triệt tiêu đi, chỉ giữ lại một đường duy nhất thôi. Rất là tuyệt vời. À, ok, mình có thể xem lại phần lịch sử ở trên này bằng cách kéo cái dòng comment lên. Nó đã gì đấy? Nó đã xóa được khoảng tầm 8.774 đối tượng duplicate kết. À, rất là tuyệt vời. Đấy, khối lượng này nó làm nặng cái file bản vẽ ra rất nhiều. À, đây là trong quá trình chúng ta vẽ, ta vô tình là chúng ta sẽ để
chồng đè những đối tượng này, vẽ chồng đè nhau, chúng ta có cái lệnh này, ta gộp lại. Đấy. Vậy là xong bước số 3 rồi ạ. Bước số 4 là các bạn làm gì ạ? Bước số bạn tiếp tục có một lệnh tiếp theo là lệnh layer. Hãy nhớ là cái layer chúng ta phải đưa về layer hiện hành là layer 0 nhá. Đưa lên hành layer 0 như này, sau đó chúng ta dừng lệnh layer. Đó, layer. Ok. Tại đây các bạn sẽ sổ phím xuống, đây có thấy cái bàn phím xuống đây, sổ phím xuống bằng bằng cái phím xuống cái bàn phím. Bạn sẽ chọn vào name. Đấy, các bạn sẽ chọn tất cả các giữ control. Chọn tất cả những cái layer có trong cái bảng này. Nó là chính là những cái layer mà chúng ta đang không không dùng đến ấy. Còn bạn nào mà dùng cái layer nào thì có thể là để nó lại nhé, tạm thời mình sẽ xóa hết đi tại vì mình không còn dùng đến nữa. Ok. Chọn yes. Đấy, và nó chỉ còn lại layer 0 là layer đang chứa đối tượng này thôi nhỉ. Ok. Vậy là bốn bước ra vừa hoàn thành. Bước số 5 thì nếu như là các bạn ban đầu nó là block thì bạn có thể là tạo lại block đặt là số 1 cho nó hoặc là chỉnh sửa kiểu nét màu sắc độ dày cho nó. Sau đó các bạn mới đóng block lại được chưa? Ok. Vậy là đối tượng của ta được trả lại nguyên bản giống như ban đầu. Và sau khi chúng ta đã làm sạch xong rồi nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ bấm Ctrl Net lại, Ctrl Shift S. Và mình sẽ để ra một cái thư mục thứ ba đi. Thư mục test để chúng ta kiểm tra so với cái ban đầu. Đó, file 001 nhá, yes. Tiếp đến chúng ta sẽ sang cái file số 2. File này chúng ta làm tương tự, đầu tiên là nếu như là có block bạn sẽ explode nó ra. Nhạ. Chọn tiếp một lần nữa x. Ok. Rồi xong bước số 1, sang bước số 2 các bạn sẽ quét chọn tất cả đối tượng chuyển về layer 0. Chuyển về layer 0 nhá. Tất cả đối tượng chuyển về layer 0 và cái này để 3 layer hết cho mình. 3 layer. Ok. Tiếp đến này xong bước này rồi các bạn sẽ chuyển hiện hành về layer 0. Đấy, hiện hành layer 0. Đấy. Theo bạn PU. Đấy. Vẫn là bước số 2 này các bạn sẽ chọn lệnh PU. Tại đây các bạn sẽ pull on này. Đấy, pull on. Đấy, khi nào nó không còn cái gì ở đây nữa thì là tuyệt vời rồi. Ok. Chọn close. Tiếp đến bước số 3 thì các bạn sẽ chọn là lệnh overkill. Okay. Chọn tất cả đối tượng này. Đấy, tích tất cả cái kiểu này vào và nhấp ok. Đấy, thì nó lại tiếp tục tính toán xem những đối tượng nào trong đè nó lại tiếp tục nó gộp lại. Ở đây nó đã tìm đến bao nhiêu? Tìm đến tầm khoảng 24.163 đối tượng đã được xóa đi rất là nhiều. Chứ bản vẽ này nó đang ở cái lúc ban đầu nó rất là rác. Thì nó đã gộp lại tất cả những cái đối tượng nó đang bị chồng đè lên nhau. Ok. Tiếp tục tại đây thì các bạn sẽ làm gì ạ? Các bạn nhớ là hiện hành cái layer 0 rồi nhé. Bạn có lệnh dây đeo là bước số 4. Chọn tới về name này, chọn sổ phím xuống, chọn name, xóa layer đen này đi. Bước số 5 thì các bạn có thể là ấn B để tạo lại block nếu như cần thiết nhỉ? Tạo lại block nếu như cần thiết. Ok. Đấy. Hoặc là trước khi tạo block bạn phải gán màu sắc kiểu nét độ dày cho nó, gán lại cho nó nếu như tùy theo cái ý muốn của bạn. Rồi sau khi các bạn làm xong tất cả thao tác này rồi, 4 đến 5 bước vừa rồi bạn ấn Ctrl Net lại. Và lưu ra. Ở đây mình lưu, save lại. Ok, vậy là quá trình mình xử lý đã xong, bao gồm tầm 4 đến 5 bước cho mỗi file bản vẽ. Bây giờ chúng ta đã đến lúc chúng ta sẽ ra kiểm tra thành quả của chúng ta. Đây là file before. Các bạn thấy là file 001 đây là bao nhiêu ạ? 11 MB được chưa? 11 MB rưỡi. File 090 là bao nhiêu ạ? Là 7,2 MB. Đấy, 001 là 11 MB rưỡi, file 090 là 7,2 MB. Bây giờ mình ra xem thành quả của chúng ta. 001 bây giờ chỉ còn là tầm 885 KB thôi. Có thể là mình tạo block nên nó đã nặng hơn một chút. Còn file 090 này nó chỉ còn là 2 KB rồi. Thế vậy các bạn thấy là cái này ban đầu là 11, cái này là tầm khoảng 7 MB. Thì cái này nó đã giảm được khoảng tầm gần 3 lần, hơn 3 lần một chút. Cái file này thì nó giảm được khoảng gần 11 đến hơn 11 lần. Rất là tuyệt vời. Các bạn thấy là cái kết quả ta thu được nó chỉ còn rất là nhẹ thôi. Ok, hy vọng là tất cả những bạn nào mà đang gặp một cái file bản vẽ tương tự mà bị nặng tương tự như vậy thì chúng ta có thể áp dụng cái cách như trên mình hướng dẫn để làm cho cái file bản vẽ của ta nó nhẹ nhất có thể, tránh được cái hiện tượng là giật lag hoặc là bản vẽ nó bị rác bà. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này, chúc các bạn thành công.
Mọi cái vấn đề thắc mắc thì bạn hãy đặt ở bên dưới phần mô tả của video, mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.